Hello, chào anh em, mình là Kính Cận đây. Đây là một cái chiếc video tiếp theo quay từ cái chiếc camera GoPro Hero 12 vừa kết hợp test camera và cũng để cho anh em ở xa có thể là tham quan một vòng thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đang quay đây, đây là cái khu cảnh Phú Mỹ Hưng. Đây là cái khu này là cái khu Hoàng Quốc Việt cạnh cái đường Nguyễn Lương Bằng và cạnh cái khu Phú Mỹ Hưng, cái khu mà anh em hay nói là khu phố nhà giàu gì đó. Rồi mình sẽ quay, thì cái đoạn này mình thích quay thì mình thấy là cái đoạn này phải nói là hai bên đường cây xanh cũng rất là nhiều, cây xanh bóng mát và những cái ngôi nhà phải nói là rất là sang trọng, rất là đẹp đó. Và đây là cái hành trình mình quay từ cái chiếc Hero 12, tất tần tật cái hình ảnh màu sắc là mình quay từ camera Hero 12 như thế nào mình để như thế đó. Còn cái tiếng thì mình có thu âm tiếng riêng, mình để trên cái nền cái tiếng môi trường mình đang chạy xe. Tại vì đang chạy xe nên biết rồi, rất là gió và rất là đông người, nếu mà mình nói lớn thì nó ồn ào mọi người. Cho nên là mình quyết định là mình quay rồi về mình thì thu âm riêng. Còn có những cái đoạn video khác, trong những video khác thì mình có test thực tế cái micro trên cái Hero 12 luôn, thì mình để âm thanh đó luôn, thì anh em có thể thêm tham khảo lại nhé. Rồi còn đây là cái đường Nguyễn Lương Bằng. Đó, cái đường là một cái tuyến đường rất là lớn ở bên khu Phú Mỹ Hưng. Đó là lâu lâu thì mình lên thành phố Hồ Chí Minh mình chơi thì mình rất thích chạy qua những cái tuyến đường như thế này. Thì hai bên đường em thấy là cái cây xanh bóng mát nó rất là cao vút và nhìn cái không gian nó rất là thoáng, cũng như là cái đường nó rộng nên mình chạy mình cũng rất là thích luôn. Đó, đây là một cái chiếc camera. Mình nghĩ là anh em thấy rồi, trên thực tế anh em thấy là cái khả năng chống rung của nó phải nói là rất là tốt dành cho anh em, nếu anh em đi xe, anh em quay vlog các kiểu, hay là anh em đi du lịch. Hay là cái camera của GoPro Hero nó không chỉ đơn giản là anh em quay vlog hay là anh em quay chơi, mà nó hỗ trợ rất đắc lực trong những cái ngành nghề đặc thù, chẳng hạn như là anh em xây dựng các kiểu mà anh em cần quay time lapse cái quá trình mà cái công trường xây dựng, hay là anh em làm trong những cái môi trường mà có thể là trên khô rồi xuống nước, hay là những trong những cái môi trường khắc nghiệt ẩm ướt các kiểu, thì một cái chiếc camera như GoPro Hero thì phải nói là nó rất cần thiết để anh em có thể ghi lại những cái khoảnh khắc trong công việc, chứ nó không hẳn đơn giản chỉ là một cái chiếc camera quay chơi, quay vlog các kiểu không. Đó, đây là cái khu nên thấy là hai bên là những cái tòa nhà chung cư cũng như những tòa nhà văn phòng rất là cao và rất là đẹp. Đường bên đây phải nói là rất là rộng, rất là thoáng luôn. Và đặc biệt là qua bên này chạy thì anh em thấy là cái khu này đúng nghĩa là khu nhà giàu và mọi người chạy với nhau rất là văn minh luôn. Nhất là những cái chiếc ô tô lớn, nhiều khi anh em chạy đến những cái đoạn ngã tư, ngã ba mà nó không có đèn thì anh em thấy là họ rất nhiều cái chiếc ô tô họ luôn ưu tiên cho xe máy để anh em có thể vượt qua ngã tư ngã ba gì đó, chứ không phải một số nơi là cứ xe nào cũng tranh nhau để chạy. Phải nói là khi mà con người ta càng văn minh, càng tiến bộ hơn thì con người ta biết nhường nhịn nhau. Cảm ơn em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo nhé.